ngay sau khi báo Sài Gòn Giải Phóng đăng bài phản ánh chỉnh trang trục đường trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nhiều kế hoạch, dự án còn nằm trên giấy. Sáng 6 tháng 12, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai trồng hàng loạt cây xanh trên trục đường Lê Lợi. Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh Vũ Văn Điệp cho biết, ngay sau khi báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh, sáng nay, trung tâm đã trồng cây xanh trên giải phân cách và vỉa hè trục đường Lê Lợi, quận 1, phía Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhằm tăng mảng xanh cho tuyến đường này. Trong đợt này, trung tâm triển khai trồng khoảng 100 cây me, cao tầm 4-5 mét, kinh phí trích từ vốn duy tu hạ tầng. Cũng theo ông Vũ Văn Điệp, công tác tái lập đường Lê Lợi hiện nay cơ bản hoàn thành, do đó sẽ trồng lại cây xanh tại đây theo đúng hạ tầng kỹ thuật như trước khi làm tuyến metro số 1.